chào tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của em trên mọi nơi đường ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay em được sự ủy thác của chị Thu Nguyên là một mạnh thường quân của bên Úc. Thì em có bán mì thì chị cũng mua hỗ trợ cho em. Thì trong khi đó chị phát tâm ở những cái máy ấm như có những trẻ em đó mồ côi được tình thương của cộng đồng của mọi người. Thì chị Thu Nguyên phát tâm. Thì ngày hôm nay em có mặt tại máy ấm Hoa Hồng tại Tô Ký. Thì em sẽ trao 20 thùng mì tại nơi này. Và xin mời cô chú anh chị vào phía trong để mình tìm hiểu hơn về cái mắm này mọi người. Rồi, trước mặt cô chú anh chị là máy ấm Hoa Hồng đó, địa chỉ là L52 Tô Ký nha mọi người. Thì đi vào bên trong, hồi nãy em có livestream một khúc rồi nhưng mà trong đây mạng nó giật quá mọi người đó. Thì ok, thì 20 phần quà, 20 thùng mì ở đây và của chị Thu Nguyên ở bên Úc đã tài trợ. Cô ơi, đây cô là quản lý ở đây hả? Dạ đây thì đây 20 phần mì này là của chị Thu Nguyễn ở bên Úc, thì chị có nhờ con là cũng như tới để trao cho máy ấm của mình. Thì nãy cô có lên mà thấy ở trên đó là bé bé sơ sinh không à, nhỏ nhỏ không à. Dạ ở đây mình có bé lớn không cô? Có lớn cái nó đi học rồi, con bữa nay đi học trường cái bốn Lấy ghế ngồi đi cô, cho con hỏi cô một chút chuyện thôi. Để cô lấy ghế là mọi người. Để lấy cho bác ba cái ghế này. Thì ở ở máy ấm mình bao nhiêu bé cô có tổng thể? cộng là 120 bé lớn nhỏ. 120 bé lớn nhỏ hả? Thì 40 bé lớn là đang đi học rồi, cũng như là con thấy có mấy cô chăm ở đó là mấy cô nói là làm tháng một tháng mấy triệu, đó là tiền ở đâu mình Tiền thì cũng tiền mà phòng mạnh thường quân mà tài trợ trợ này nọ đó thì Dạ. địa phương cái đấy là chỉ đóng mà trả lương cho bảo mẫu. Chị chủ đây tên gì? Dạ Hương. Chị Hương á, là cũng nhờ mạnh thường quân người ta hỗ trợ thì chị lấy nó trả lương. Ở đây mình mướn bao nhiêu bảo mẫu không? Ban ngày 15, ban đêm 15, 200. À, cô có thể trình mà kể cho cô những cái thành mà những cái đứa bé đó, đó là mình nhận từ đâu rồi cô, hoàn cảnh của bé đó. Cái đó thì nó nghe cô không gạch, tại vì nhà mẹ con gạch nhận từ nơi chứ không phải là một chỗ, cho nên nó cô chỉ là quản lý ở đây thôi, chứ còn bé từ đâu đến thì cái đó sẽ lẽ gặp cô Là Hương. ý là những hoàn cảnh đó là cũng bị bỏ Bỏ rơi á bỏ hả? rơi rất là nhiều, như là hoàn cảnh khó khăn Ừ. hoặc là mẹ đơn thân không ai nuôi, không được cái kiểu mà Sanh xong rồi quốc bỏ. nó hiện giờ có một bé nè đang ở phòng cấp cứu là nó bị nhiễm trùng máu Ừ. mà bỏ cửa nhà mình không dài là bệnh viện đó hay là người ta chịu rồi Là cũng tiền của ứng tiền của mẹ 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 Hương đang bỏ ra. cấp cứu, giờ nó còn nằm bệnh cấp cứu ở Nhi Đồng một Mẹ Hương ở đây là bao nhiêu tuổi được cô? năm mấy ngày khác tuổi Năm năm mấy mấy? tuổi này. Cái máy ấm mình là thành lập bao lâu rồi? Lâu lắm rồi nhưng mà cô không biết là cô lâu, tại vì cô ở đây làm mới có 3 năm mà. Là mẹ Hương là ở đây mướn hay là sao? Cái này là mướn Mướn. Tiếc quá không gặp được mẹ Hương để bỏng vấn tại hỏi. vì biết sao mẹ tôi mới ngủ, tức là con cần nó cắt đất thôi mà nó Không, để coi nào cũng có dịp đi, để cho mẹ mới ngủ đi. Rồi có dịp để mệt thì... rồi nghỉ ngơi. Dạ. Thì cô là quản lý thì nói chung á con thắc mắc như này, tức nghĩa là khi mà chị con là mạnh thường quân á, ta muốn hỗ trợ cho cái máy ấm của mình nhưng mà có những cái thành phần như người ta không không có cho, không giúp á, nhưng mà thấy chị con giúp như thế này là chửi, Làm gì chửi, cái là thiện nguyện tốt, cái gì chửi, cái là mình bằng có đức khen. là những người đó mình sao con không hiểu được. Người đó chửi mình, chửi chị dạy con á hả? Đúng rồi. Làm gì chửi, bằng lý do gì người ta chửi đây là giúp đỡ cho mấy ảnh thì lo cho mấy bé mà mồ côi mà có gì mà chửi. Là nói chung Ở mà trong mạng chửi. cái nó ngồi lên mạng chửi thẳng chị con luôn. Thì con có biết ngoài được cũng như ngoài đời mà em có kẻ ghét người thương không phải không, kẻ người ta cũng người ta ganh tị, mình ta có người ghét người thương đó, Dạ không phải là ấy đâu, nhưng mà người ta chửi chạy người ta, mình giúp đỡ là cái tiền tăng của mình giúp đỡ người ta thôi, chứ không phải là người ta chửi mình sợ, từ cái đó có là làm cái tâm của mình làm mình để mà để xuống sau này cho con cháu, còn người ta chửi mặt người ta tại vì người con biết làm ăn mà có người ghét người thương, không phải là ấy đâu mấy người ngoài. Con hỏi cô á, là chị con nó là cũng được người được nết, người ta có cái tâm như vậy người ta phát tâm, nhưng mà bả lên mới chửi cha mắng mẹ, tao mới lôi ra mới chửi, bả nói Thì mua chuộc mấy, cũng như mua chuộc mấy con, cũng như con bán mì đi hoặc là con bán gì chị mới mua, mua là nhờ con đem tao máy ấm rồi giúp trẻ mồ côi vậy đó.
thì bà lên bà chửi người ta, bà lôi cha mắng Ủa, mẹ ra bà chửi. tại dù cho cái người mà mua bán với con người ta tranh chấp với con người ta ghét người ta chửi cái Một bà rất là giàu, bà nói bà lên mạng bà khoe bà là giàu có. giàu có bà không đỡ ta bấm đâu có được được phước đâu Bà kệ lên là bỏ mặc bà đấy. liên tục là bà liên tục là bà nói là người ta xấu xa, mà người ta mua cái gì, mỗi lần người ta mua cái gì người ta cho từ thiện, cho giúp hoàn cảnh khó khăn là bà lên bà chửi người ta. Cái đó rồi con đừng quan tâm tới miệng rồi đừng quan tâm tới để mình có cái tâm mình giúp đỡ mấy đứa trẻ thì mình để cái phước sau này cho mình hoặc là cho con cháu mình sau này Vậy cô có những lời gì nhắn gửi đến những người đó không? đổi sao giờ Thì ý ờ là nói ý là con muốn nói ra đó hả cô nói nói đi. gì nói kệ người ta giờ người ta không có tâm đó thì kệ người ta đi Thì cái này phải hậu quả chứ sao không bây giờ cô không biết người thôi ta là bây giờ mình bỏ đi. Giờ nói hả chung là bây giờ là cái này là của bà quà của chị Thu Nguyên, thì cô có cái gì gửi tới chị Thu Nguyên cũng như Mạnh Thường Quân để hỗ trợ mình đó. Rồi rồi rồi, bây giờ như là tôi thay gì thay thay đại diện thay diện cho chị Phương ok. cảm ơn chị Thu Nguyên đã có cái lòng gửi món những món quà này cho mấy bé mà thiện nguyện cho mấy em mồ côi bây giờ tôi chân thành cảm ơn rồi cảm ơn cô. Đó rồi thì em cũng thay mặt chị Thu Nguyên trao một số mì cho máy ấm của mình, thì cũng chúc mấy bé với là cô các mẫu mẫu đây được nhiều sức khỏe, đặc biệt là mẹ Hương đó, dồi dào sức khỏe để có những cái tấm lòng vàng như vậy để hỗ trợ cho mấy bé. Thì bây giờ con cũng xin chào con về nha. Rồi ok cô đó mọi người, thì nãy giờ em cũng đã phỏng vấn cái cô quản lý ở máy ấm Hoa Hồng, thì nói chung á thì mẹ Hương á thì bà bữa nay mệt không, em không gặp được cô chú vậy, để đợt sau mình có dịp thì mình sẽ gặp mẹ mọi người. Thì nhắn gửi cái mà cái chị Thủy Mập nghe nè đó, mình làm được á thì mình làm không được thì để người ta làm, thì mình đừng có ghen ăn tức ở, mình đừng có sân si. Nếu mình đủ bản lĩnh thì mình tới ngay cái chỗ máy ấm L52 Tô Ký đó, máy ấm Hoa Học đó, xác minh lại coi thằng tài nhớt có xuống đây cho quà để hỗ trợ bé không. Đây là những phần quà chỉ thay mặt em, chỉ thay mặt cho thị Thu Nguyên nghe mọi người đó. Thì cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn tất cả cô chú chị đã theo dõi quan tâm. Rồi một lần nữa em xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú chị vào video sau nha. Đó, ngày mai đi tiếp tục lên máy ấm trên Củ Chi nha mọi người. Ok, bye bye mọi người.